Vâng, và đây là đồng phục mà tập đoàn Văn Thành Công đã tài trợ cho Hải Nam Liên Vũ với tông màu chủ đạo vẫn là màu vàng, thưa quý vị, một màu vàng tỏa sáng. Và một tràng pháo tay chúng ta cùng chúc mừng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khấu để thực hiện nghi thức khai quang điểm nhãn cho các chú linh và quý vị đã tài trợ cho Lý Sư Rồng Hải Nam Liên Vũ. Đầu tiên chúng tôi xin được chân thành cảm ơn và kính mời nhà tài trợ Dương Vĩ Thành. Xin cảm ơn ông đã tài trợ cho Lý Sư Rồng Hải Nam Liên Vũ một bộ linh tổ khuê quang. Có thể cảm dề trang trò sơ Dương Quẩy Sinh Sinh Giang trang trò bí có thể hỏi làm liền nhậu Thủ sĩ Sinh Sinh Giác Thổ. Cảm dề đi. Ôi dạ sao vậy? Thưa quý vị, và sau đây chúng tôi xin phép được kính mời đại diện Hải Nam Liên Nghĩa Thành sẽ lên khu vực sân khấu và cảm ơn nhà tài trợ Hải Nam Liên Nghĩa Thành đã tài trợ một bộ linh cho Hải Nam Liên Vũ. Có thể xem trong nhỏ xế hỏi làm liên nhi sinh tội biểu cắm xe đến gian trò sinh si nhất thù. Có thể nhỏ xế truy cẩm hồng sinh sơ cắm xe truy cẩm hồng sinh sơ gian trò sinh si nhất thù. Và chúng tôi xin phép được kính mời ông Châu Cẩm Đường. Xin cảm ơn ông đã tài trợ một bộ linh cho Hải Nam Liên Vũ. Xin chung nhớ trẻ hẹn lời gì Mã Lai Xe Hà Kề Quảng Tắc Thái Dục Sổng Mũi Sa Lai Yân Nội Biểu. Cảm ơn anh ấy gian dò xin chí lượng thầu. Và chúng tôi xin từ trên thành cảm ơn nhà tài trợ Sa Lai Yân đến từ Tổng hội Thể Dục Hoàng Đức tại Malaysia đã tài trợ hai bộ linh cho Hải Nam Liên Vũ. Chúng tôi xin phép được xuống tên và kính mời lên sân khấu nhà tài trợ Huỳnh Chí Thành đã tài trợ cho Hải Nam Liên Vũ một bộ linh. Xin phép được kính mời ông Nguyễn Ngọc Tú. Ông đã tài trợ cho Hải Nam Liên Vũ một bộ linh. Thank you.
Cảm ơn.
cảm ơn món quà rất là đẹp của anh Đàn Phong Thủy. Thank you.
Thank you.
chúng ta sẽ cùng tiếp tục đoạn tiếp theo. Và một lần nữa xin được lưu ý các bạn nhỏ, chúng ta chỉ thưởng thức tiết mục này mà thôi. Chúng ta sẽ không làm theo và bắt chước dưới mọi hình thức. Một lần nữa xin nhắc lại, chúng ta không làm theo và bắt chước dưới mọi hình thức. Đây là một động tác rất nguy hiểm và gây cứng. Các em nhỏ nhớ không làm theo dưới mọi hình thức nha. Bây giờ thì sư phụ của Hải Nam Liên Vũ, ông sẽ thực hiện động tác phá đá. Wow! Phía dưới của hai võ sinh là một sàn đinh rất là sắc.
tôi sẽ thực hiện thao tác tiếp theo, động tác tiếp theo. Và từng đá thứ ba sẽ được ông thực hiện qua. Và đây là phần phá đá.
là anh sẽ phá một lúc hai viên đá.